Thưa quý vị, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra vào tối qua ngày 2 tháng 8 đối với đoàn du khách từ tỉnh Quảng Ninh vào Đà Nẵng du lịch, sáng nay Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến sáng hôm nay, vụ ngộ độc thực phẩm tập thể này đã khiến 34 người phải nhập viện cấp cứu. Trước khi có những triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đoàn du khách có ăn uống nhiều món tại 3 nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu và đường Hồ Ninh, quận Sơn Trà. Ngay trong sáng nay, các đoàn thanh tra của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đã tiến hành đến điều tra, lấy mẫu tại các điểm kinh doanh này để đánh giá và xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm. Tiến hành thanh tra điều tra các cơ sở có liên quan mà các du khách khai là có biến cố thực phẩm như vừa nêu. Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị đó rà soát lại và thực hiện nghiêm cái công tác đảm bảo thực phẩm trong cái hoạt động hàng ngày của họ và hợp tác với chúng tôi trong quá trình điều tra ra nguyên nhân và xử lý các cái biến cố mất thực phẩm như vừa nêu. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Đồng thời gian tới sẽ tăng cường các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát tất cả các cơ sở kinh doanh, ngành hàng ăn uống, phục vụ du lịch và sẽ xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.